Ơi, chào anh em nghệ nhân. Nhân tiện thì hôm nay mình có mua được chiếc lồng để nuôi yến hót, nhưng mà không mua được yến hót, dịch quá, giờ đem qua nuôi sắc nhật luôn. Rồi, chào anh em. Nhân tiện hôm nay nghỉ dịch thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái loại chim, đó là chim sắc nhật. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cách nuôi từ một chú chim non cho tới trưởng thành rồi sinh sản. Giới thiệu cho anh em được biết được là nó ăn gì, rồi nó sinh sản ra sao, rồi chim trống chim mái như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em tất tần tật nha. Để bắt đầu nuôi chim á, khi mà bắt đầu các bạn mới mua chim về á, thì cái đầu tiên mà mình cần phải để ý tới nhất đó là giới tính của chim, đó là trống hay mái. Kể cả là mình nuôi nghe hót hay là nuôi để sinh sản thì cái này đều là phải đều quan trọng hết. Thì trên tay mình đó là một chú chim sắc nhật, nhìn nó màu nó chưa rõ ràng. Thì mình cũng nói với các bạn ra đây là nó là chim non mới mới lên, mình mới tách ổ thành ra cái màu lông nó chưa rõ ràng. Như các bạn khác nuôi thì không biết là phân biệt trống mái hay sao, nhưng mà như mình nuôi á, thường thường thì mình thả avi cho tự bắt cặp, xong khi mà bắt cặp rồi á thì tới buổi tối mình bắt gom từng cặp một từ ở trong ổ ra. Chú chim này nó là chim EU lai với sắc nhật thường, thành ra là cái màu nó cũng hơi dị và mới tách ra thành ra còn hơi dữ, đụng vào cái là mổ. Thì chim này nó đơn giản lắm, nó là trong dễ nuôi nhất trong các dòng phin, nó là sắc sắc nhật. Cái cách phân biệt trống mái của nó thì nó cũng hơi khó hơn các dòng khác. Vì thường thường ấy, thì người ta sẽ phân biệt trống mái dễ hơn khi nó đạt cái tuổi trưởng thành. Đó là cái con trống thì thường nó hót, nó nhảy, nó ve vãn, còn con mái á, còn thường thường con mái thì nó chỉ cái nó rít lên có tiếng à. Mà nó dạng như kiểu là nó không cái màu nó không sặc sỡ được bằng con trống. Khi mà mình mới bắt chim ở tiệm về á, thì thường thường họ sẽ bán cho mình loại chim tơ, và chim tơ thì nó vào khoảng 1 tháng tới 1,5 tháng tuổi. Từ lúc này thì mình cần nuôi thêm khoảng 3 tới 4 tháng sau thì chim sẽ bắt đầu sinh sản. Để nuôi một chú chim mà sinh sản tốt và khỏe mạnh thì cần có hai điều chính, đó là dinh dưỡng và môi trường sống. Môi trường sống thì mình nuôi ở trong chuồng tối thiểu là 40 x 60, kích thước nan lồng là 8 mm cho tới 1 cm. Kích thước này là kích thước chuẩn để tránh chim thất thoát và thiên địch ở bên ngoài vào. Đa số anh em là nuôi chim ở trong môi trường nuôi nhốt rất chật hẹp, nên cái yếu tố quan trọng nhất đối với chim nuôi nhốt đó là dinh dưỡng. Thì để mà cung cấp được cho chúng một cái dinh dưỡng giống như ngoài thiên nhiên thì mình cần cung cấp những cái gì? Như anh em đã cũng biết á, thì sắc nhật là họ hàng với loài chim sẻ. Thì chim sẻ là loài ăn hạt, ăn ngũ cốc á. Thì cái món mà yêu thích nhất của chúng đó là hạt kê. Thì mình thường thường thì mình cho ăn kê chùm, còn không á là một số anh em là cho ăn kê tách vỏ sẵn nè. Đây là kê đỏ nhỏ, một số anh em cho ăn kê đỏ lớn, nhưng mà theo mình thì kê đỏ nhỏ nó vẫn hay hơn. Kê đỏ nhỏ rồi, ngoài đồ ăn ra thì mình cần cung cấp thêm cho sắc nhật là lan mực phơi phơi khô và bỏ nguyên chiếc vô trong để cho chúng mổ rẻ ăn dần dần.
và khoáng. Khoáng thì nó có những cái loại khoáng 7, khoáng ý đó, khoáng nguyên hạt là này, bỏ vô chuồng ăn dần dần thôi, nó ăn cũng không có nhiều. Tác dụng của khoáng là giúp cho chim tiêu hóa tốt và tránh những cái tình trạng như khi mà chim đẻ, tránh những cái tình trạng bị cái vỏ trứng đó, nó thiếu chất gây ra vỏ quá mỏng, rồi cái chất lượng trứng không tốt, cuối cùng là ấp không nở. Và cuối cùng đó là mình cần chuẩn bị thêm một cái rổ. Rổ này là để cho chim nó đẻ. Thì qua thời gian mình nuôi á, thì mình thấy có cái rổ này là hợp lý và hay nhất trong những cái thứ mà mình xài cho chim đẻ. Vì cái này, cái chiều cao của nó cao, làm cho khi mà nó nuôi con á, thì con hay trứng nó đỡ bị, trong cái thời gian nó nuôi á, nó có thể là nó hai con nó ganh ganh nhau, nó đánh nhau á, thì trứng và con nó không bị văng ra ngoài, rồi là nó thoáng hơn khi mà chim non ấy, nó ỉa ra thì nó bị bết vào, nó rất là bí. Thành ra mình thấy cuối cùng vẫn là mình thích sử dụng cái dòng ổ này hơn.